Vâng, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Lê Hạnh. Vâng, clip của buổi trưa ngày hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2024. Vâng, đây hai vợ chồng bác khách hàng có địa chỉ ở Hoàng Mai, Hà Nội đã về trực tiếp cửa hàng để chốt chiếc đồng hồ Odo 54 máy 8 bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh cung cấp. Vâng, và anh chị có chốt thêm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh là một chiếc quạt Lationa. Chiếc quạt này là chiếc quạt nhựa. Hôm trước cô chủ shop có thông báo trên kênh rồi là chiếc quạt này sẽ được bán giảm giá và tri ân cho quý khách hàng. Thì chiếc quạt này cô chủ shop cũng thông báo là bác nào về cửa hàng thì cô chủ shop sẽ bán cho 1,8 triệu. Ưu tiên nhất là những chiếc quạt bên cửa hàng đã đảo điện sang 220V rồi cho quý khách hàng nhé. Và cô chủ shop cũng thông báo để quý khách hàng có thể biết là những sản phẩm gì được khách hàng về trực tiếp cửa hàng, hoặc là những sản phẩm gì được khách hàng quan tâm và chốt đơn bên cửa hàng, thì cửa hàng cũng làm một đoạn clip ngắn thông báo để quảng bá tới quý khách hàng là những sản phẩm được rời khỏi cửa hàng và những sản phẩm gì còn lại bên cửa hàng để quý khách hàng có thể dễ dàng mua sắm và lựa chọn hơn. Thì ngày hôm nay thì anh Dương có về trực tiếp cửa hàng và cũng theo dõi cô chủ shop trên trang Zalo riêng cũng như là trang Facebook, trang YouTube bên cửa hàng rất là lâu rồi. Thì bác cũng đã chốt đơn bên cửa hàng trong buổi trưa của ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Odo 54 máy 8 zin nguyên con, đẹp xuất sắc bên cửa hàng nhé. Bên cửa hàng thì vẫn còn những chiếc đồng hồ khác có mức tiền từ 5 triệu đến trên 200 triệu bên cửa hàng vẫn đang có đây ạ. Và những vị khách hàng mà yêu thích về dòng sản phẩm như những chiếc đài, những sản phẩm khác như những cặp loa, những chiếc âm ly thì bên cửa hàng vẫn sẵn hàng để cung cấp cho quý khách hàng có niềm đam mê và thích sưu tầm những sản phẩm bên cửa hàng. Vâng, vậy trong buổi trưa ngày hôm nay thì hai bác khách hàng có địa chỉ ở Hoàng Mai, Hà Nội đã về trực tiếp chốt hai sản phẩm là một chiếc quạt nhựa Lationa đây ạ. Chiếc quạt này thì có chiều cao 90, sải cánh 30cm Lationa. Vâng ạ, có modem rồi đấy ạ. Vâng, vậy cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới hai bác khách hàng có địa chỉ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tin tưởng cửa hàng và lựa chọn cho gia đình mình những sản phẩm mà quý khách hàng yêu thích. Vậy cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng trong thời gian vừa qua đã theo dõi kênh của cửa hàng âm thanh Lê Hạnh. Và có những vị khách hàng không về trực tiếp được với cửa hàng vẫn ship hàng cho quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc và qua đường bưu điện hoặc xe khách. Và clip này cô chủ shop xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo ạ. Vâng, các bác về trong ngày hôm nay thì Chí Linh đang mưa. Đây là bác lái xe. Vâng, vậy cửa hàng xin kết thúc clip tại đây ạ.